Xin chào mọi người đã đến với kênh Việt Texan. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái món rất là quen thuộc với gia đình mình là cái món bò nướng lá lốp. Thì lá lốp thì mình hái ở từ vườn, rồi mình ướp thịt với lại gia vị rồi mình bỏ lên lò nướng. Xin mời cả nhà ăn với gia đình mình ha.